vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên kênh VTC14. Thưa quý vị, Hà Nội căng thẳng bệnh sốt xuất huyết, ca bệnh nặng tăng. Đợt dịch sốt xuất huyết lần này là lần thứ 3 trong 14 năm qua với số ca bệnh tăng vọt ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc, kéo theo nhu cầu truyền tiểu cầu tăng gấp đôi. Giảm tiểu cầu là một trong những biến chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết. Trong năm nay, không ít bệnh nhân sốt xuất huyết có tiểu cầu giảm nghiêm trọng về mức 1 đến 3 và thậm chí là có bệnh nhân có tiểu cầu về mức gần 0 đến 1. Số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng nhanh đồng nghĩa với số bệnh nhân nặng tăng và nhu cầu truyền tiểu cầu điều trị bệnh tăng cao, đặc biệt ở Hà Nội. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, trung bình mỗi ngày, viện cung cấp trung bình từ 400 đến 500 đơn vị tiểu cầu cho cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện. Nhưng trong đợt dịch sốt xuất huyết năm nay, nhu cầu tiểu cầu tăng gấp đôi. Trong năm 2023, viện tiếp nhận hơn 450.000 đơn vị máu toàn phần và hơn 35.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách. Đó là kỷ lục từ trước cho tới nay. Năm 2023 cũng là một trong 3 năm cùng với năm 2009-2017, ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng cao nhất tính từ năm 2009 cho đến nay. Tại Hà Nội, 3 tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết đã giảm nhiệt, trung bình mỗi tuần ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc mới. Cộng dồn từ đầu năm cho tới khoảng ngày 7 tháng 12, Hà Nội có gần 35.600 ca mắc với 4 ca tử vong. Số ca mắc tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và gấp gần 10 lần năm 2021. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk thông tin, tỉnh vừa ghi nhận liên tiếp 2 trường hợp bệnh nhân mắc viêm não Nhật Bản, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này từ đầu năm lên 7 người. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhi nam sinh năm 2015 trú tại xã Ea Yên, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trẻ được tiếp tục điều trị với chẩn đoán nhiễm trùng huyết, theo dõi viêm màng não, sốt xuất huyết dengue ngày thứ 3. Ngày 18 tháng 12, bệnh nhi được tiếp tục điều trị với chẩn đoán suy hô hấp độ 4, nhiễm trùng huyết, viêm màng não, phù não, xuất huyết tiêu hóa ổn. Kết quả xét nghiệm do Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên kết luận bệnh nhi dương tính với viêm não Nhật Bản. Trường hợp thứ hai là bệnh nhi nữ 3 tuổi, trú tại xã Cư Đram, huyện Grong Bông, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 7 tháng 12, trẻ được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp tục điều trị. Ngày 12 tháng 12, kết quả xét nghiệm do Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên kết luận bệnh nhi dương tính với bệnh viêm não Nhật Bản. Trong bối cảnh quỹ bảo hiểm y tế phải bao phủ nhiều dịch vụ y tế một cách hiệu quả, đánh giá công nghệ y tế đã trở thành công cụ cần thiết, cần được phát triển. Ngày 13 tháng 12, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị đánh giá công nghệ y tế Việt Nam năm 2023 nhằm phát triển năng lực đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam và tăng cường ứng dụng vào việc xây dựng chính sách y tế, đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, hiện nay ở nhiều quốc gia trên thế giới, đánh giá công nghệ y tế đã và đang được coi là công cụ quan trọng đối với quá trình thiết lập ưu tiên và hoạch định chính sách y tế, đặc biệt trong việc xây dựng các gói quyền lợi bảo hiểm y tế. Ở Việt Nam, trong bối cảnh nguồn lực dành cho y tế còn hạn chế, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, đòi hỏi quỹ bảo hiểm y tế cần phải bao phủ nhiều dịch vụ y tế một cách hiệu quả hơn. Đánh giá công nghệ y tế đã trở thành công cụ cần thiết, được phát triển và ứng dụng trong quá trình hoạch định chính sách y tế, chính sách bảo hiểm y tế. Bằng chứng công nghệ, đánh giá công nghệ y tế thì nó sẽ cung cấp những cái thông tin liên quan đến vấn đề hiệu quả, hiệu lực, an toàn, chi phí, vấn đề chi phí hiệu quả, vấn đề đánh giá tác động ngân sách. Thì khi mà chúng ta ứng dụng cái bằng chứng đánh giá công nghệ y tế này thì chúng ta sẽ có lựa chọn được những cái công nghệ y tế, ví dụ như thuốc, vật tư y tế hay dịch vụ kỹ thuật mà có đảm bảo cái tính chất an toàn hiệu quả cho người bệnh và đặc biệt là có cái tính chi phí hiệu quả, có nghĩa là cái giá thành mà chúng ta bỏ ra chi cho cái dịch vụ y tế hay là thuốc hay vật tư y tế đấy, nó mang lại cái hiệu quả mà chấp nhận được với một cái ngưỡng chi trả chúng ta chấp nhận. Chính vì thế mà nếu mà chúng ta thực hiện như vậy thì những cái đánh giá công nghệ y tế tốt và có hiệu quả, hiệu lực cao cũng như là giá thành hợp lý thì sẽ được lựa chọn để thay thế những cái công nghệ y tế mà chúng ta chưa có những cái bằng chứng về hiệu lực, an toàn cũng như là chi phí hiệu quả. Tại hội nghị, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách đã chia sẻ những kết quả trong đánh giá công nghệ y tế, tập trung vào ứng dụng trong xây dựng gói quyền lợi bảo hiểm y tế tại Việt Nam và đề xuất kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Thưa quý vị, ăn đồ tái sống là thói quen sở thích của khá nhiều người Việt. Tuy nhiên, thói quen ăn uống này lại tiềm ẩn nguy cơ gây ra nhiều bệnh lý khác nhau và trong đó có bệnh sán lá gan. Lo ngại hơn là biểu hiện của bệnh lại dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác nên nhiều người chạy chữa nhiều năm mà không khỏi và thậm chí còn bị nhầm với ung thư. Cảnh báo này sẽ là thông tin cuối của Y tế trong ngày. Rửa nước ngâm nước muối đồ thấy cũng không có gì, thành ra cũng ăn cũng bình thường chứ không có tẩy dung, cũng lâu rồi, mấy năm rồi. Món ngoại thì nhà tớ thì ít ăn, nhưng mà cái món rau sống mà quấn như này thì hay ăn lắm. Không chỉ hai người dân trên, ăn rau sống còn là thói quen, thậm chí là sở thích của nhiều gia đình. Hầu hết đều cho rằng nếu được rửa nhiều lần với nước, rau sẽ sạch hóa chất, thuốc trừ sâu và cả giun sán. Tuy nhiên, đây lại là quan niệm sai lầm. Có những người dân thì có hỏi với tôi là ngâm muối, nhưng người dân cái không hiểu cái ngâm muối là gì, người dân cứ nghĩ là cái ngâm muối để làm cái sát khuẩn của rau, nhưng không phải. Ngâm muối để tạo trong cái môi trường rất yêu chương để cái trứng giun nó nổi lên, và sau đó khi chúng ta lấy máu rau ra dùng, chúng ta phải dìm cái rau đó xuống và nó chắt cái nước lên, chắt cái nước ra thì cái rau đó có thể mới tương đối sạch. Còn chúng ta lại ngâm muối, chúng ta lại nhấc lên thì cái sự ngâm muối chúng ta lại phản tác dụng. Sau một vài thao tác đơn giản như thế này, món cá sống đã lên mâm. Cũng bởi thói quen sở thích ăn uống trên mà hầu như tuần nào, Viện Sốt rét Ký Sinh Trùng, Côn Trùng Trung ương cũng tiếp nhận bệnh nhân nhiễm sán lá gan lớn, ấu trùng sán lợn, giun móc. Hầu hết bệnh nhân đều cho biết có sở thích ăn rau sống, tiết canh, cá tôm sống, thịt tái. Có những bệnh nhân ấu trùng sán lợn thì đến với chúng tôi là do các bệnh nhân có thể ăn những cái nem chua, nem chạo hoặc tiết canh thì bệnh nhân bị cái tổn thương ở não hoặc tổn thương ở dưới da, thậm chí có bệnh nhân có cái tổn thương ở trong tủy sống thì bệnh nhân trên não thì có thể gây bệnh nhân những cơn đau đầu, động kinh, tăng huyết nội sọ, bệnh nhân ở trong cơ da để bệnh nhân gây máy giật cơ, bệnh nhân ở trong tổn thương ấu trùng sán lợn ở trong tủy sống thì bệnh nhân gây yếu và thậm chí còn liệt chi dưới. Trong chính cái con động vật đó, trong ruột, trong gan của nó, trong thịt của nó bị nhiễm những cái ấu trùng. Ví dụ như sán lợn, sán bò hoặc là rất nhiều bệnh giun sán mà nó có tiềm ẩn ở trong ruột, trong gan hoặc nó nằm ở trong cái cơ bắp của cái con động vật đó. Thì khi chúng ta ăn vào thì nguyên vẹn những thứ đó nó sẽ phát triển ở trong cơ thể của chúng ta và nó sẽ sinh ra bệnh và gây ra rất nhiều những cái loại bệnh, ví dụ như sán lợn, sán bò hoặc là rất nhiều các loại giun sán khác nhau, sau đó nó phát triển ở trong cơ thể chúng ta. Đáng lo ngại là các bệnh do nhiễm ký sinh trùng lại dễ nhầm lẫn với các bệnh khác nên nhiều người chữa mãi không khỏi. Điển hình nhất, tổn thương gan do ký sinh trùng sán lá gan lớn dễ nhầm với ung thư gan, u phổi hay tràn dịch màng phổi do loại ký sinh trùng này cũng rất dễ nhầm với lao. Ký sinh trùng giun đũa chó mèo, ấu trùng sán lợn lên não dễ nhầm với u não. Đa số gần như các bệnh nhân là đi khám ở nhiều nơi rồi. Thường thì họ sẽ khám ở da liễu dị ứng trước đã, các bệnh lý liên quan da mà, da thì họ sẽ nghĩ vấn đề trước đã. Nhưng đi khám rồi điều trị rất nhiều đợt rồi, nhưng quá trình về dùng rồi thì cũng không thấy đỡ gì cả, thì bắt đầu mới nghe ai đó mách, bắt đầu mới nghĩ đến bệnh như thế này. Gần như là cuối cùng, bệnh viện này là nơi cuối cùng bệnh nhân đến khám. Có thể kể đến những cái bệnh sán lá gan lớn, bệnh giun đũa chó mèo, bệnh ấu trùng sán lợn thì bệnh nhân có thói quen ăn những rau sống, những rau thủy sinh trồng dưới nước hoặc những thực phẩm nấu từ lợn, bò, tái, chỉ chưa ăn tái và chưa chín thì bệnh nhân bị nhiễm bệnh rất nhiều. Có những bệnh nhân mà có những đám tổn thương trong gan thì bệnh nhân đã khám một số viện khác và chẩn đoán u gan. Cũng đã có bệnh nhân chẩn đoán nhầm với một cái trường hợp là có thể ca gan, nhưng sau đó đến chúng tôi làm các xét nghiệm chẩn đoán loại trừ thì bệnh nhân bị nhiễm sán lá gan lớn. Các chuyên gia cũng khuyến cáo để phòng chống các bệnh giun sán, người dân cần bỏ thói quen ăn thực phẩm tái sống, nên duy trì thói quen ăn chín, uống nước sôi để nguội hoặc rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Nước chúng ta là nước hiệu nhiệt đới thì cũng là cái môi trường thuận lợi cho các bệnh ký trùng phát triển. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân chúng ta phải ăn thức ăn được nấu chín từ thực vật, động vật và thứ hai là không ăn tái chín và uống nước đun sôi để nguội là cái phòng bệnh tốt nhất và thay đổi phong tục tập quán thói quen của mỗi vùng miền. Bên cạnh đó nên định kỳ tẩy giun để đảm bảo sức khỏe, bởi thời tiết nhiệt đới ở Việt Nam là điều kiện thuận lợi để ký sinh trùng phát triển. Ngoài ra, nếu không may mắc bệnh thì việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì khả năng phục hồi, đáp ứng điều trị sẽ tốt hơn nhiều so với việc phát hiện muộn. Đến đây, Y tế trong ngày xin được tạm dừng. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.